Ở bất kỳ quốc gia nào, những ngôi chợ không chỉ là nơi để trao đổi hàng hóa, mà còn là nơi sinh hoạt cộng đồng, nơi biểu hiện văn hóa của đất nước đó một cách rõ nét. Chính sự đặc sắc của những phiên chợ địa phương đã thu hút không ít du khách muốn tìm hiểu, khám phá. Họ đến chợ để hòa vào không khí mua bán náo nhiệt, để thưởng thức những món ăn đặc sản, để trò chuyện, khám phá cuộc sống của người dân địa phương. Không biết từ khi nào, việc ghé thăm những khu chợ đã trở thành một thú vui, một hoạt động không thể thiếu trong hành trình của những tín đồ du lịch. Thưa quý vị, khi đi du lịch, có lẽ cách nhanh nhất để chúng ta hiểu rõ hơn về văn hóa và lối sống của một quốc gia, đó chính là việc tới thăm các khu chợ. Vì vậy, khái niệm đi chợ sẽ không chỉ dừng lại ở việc mua sắm đơn thuần. Và ngày hôm nay, người giúp chúng ta tìm hiểu những khu chợ độc đáo ở khắp mọi nơi, đó là một nam ca sĩ đẹp trai, rất mê du lịch bụi. Vâng, và bây giờ xin mời bước vào trường quay ca sĩ Hồ Trung Dũng. Rồi, bánh gạo cây nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây. Mời lên mình Hải. Cái mục này không phải mục vào bếp, chưa tới. À, Dũng biết mà, du lịch đúng không? Ừ. Dũng mới đi Hàn Quốc về, mua từ bên kia, mang về tận nơi cho lên mình Hải ăn là muốn gì nữa. Trời ơi, sao làm tôi xúc động quá vậy? Rồi, thử một miếng. Tức là món này ăn được đấy hả? Phải nói là rất hiếm khi Lưu Mạnh Hải được khách mời của Vui Sống Mỗi Ngày mời ăn một món cũng tất là lần đầu Hàn tiên Quốc mà lần đầu tiên mà Dũng đi làm khách mời mà còn phải tặng quà cho MC. Rồi thấy sao? Giờ mới nuốt được này. Phải nói rằng là đi vào nhà hàng Hàn Quốc là Hải rất hay món này, nhưng không biết tên món này là gì. Tteokbokki là tiếng Việt người ta hay gọi là bánh gạo đó. À thôi bánh gạo đi ha, cho nó đơn giản. Thế nhưng mà tại sao lại tôi nghi ngờ lắm. Đi Hàn Quốc xong lại vào đâu để mua cái này? Đi Hàn Quốc về xong rồi về nhà cất đồ rồi ra nhà Việt Nam mua về cho Hải ăn. À vâng, đấy. Quý vị cũng đã thấy rõ ràng là Hồ Trung Dũng không hẳn là tốt đẹp như là quý vị đang nghĩ phải không ạ? Đây là một món ăn từ một nhà Hàn Quốc. Vâng, tại sao Hồ Trung Dũng muốn mở đầu câu chuyện du lịch ngày hôm nay bằng một món ăn từ một nhà Hàn Quốc? Tại vì Dũng là một người có tâm hồn ăn uống rất là to lớn, bao la. Và mỗi lần mà Dũng đi bụi, du lịch bụi đó, thì Dũng luôn nghĩ đến chuyện là làm sao để khám phá được nhiều món ăn nhất. Vì thế Dũng nghĩ là chắc là Lương Mạnh Hải cũng có cùng cái niềm đam mê này với Dũng, Dũng mua về tặng Hải. À nhưng mà vậy là cái gốc của món ăn này là một món ăn truyền thống của người dân Hàn Quốc được bán tại các khu chợ đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng, Hồ Trung Dũng thích đi du lịch bụi thì tôi cũng đã ngạc nhiên rồi, chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Nhưng mà khi đi du lịch bụi lại quyết định hay đến thăm các khu chợ là vì sao vậy? Thực ra thì Dũng không phải chỉ đi những khu chợ không thôi, mà thường thường lựa chọn những cái địa điểm mà ít người đến. Những nơi mà đông khách du lịch quá thì Dũng cũng thường thường tránh ra. Tại vì những nơi đó nó mang cái tính chất thương mại là một nè, rồi nó cũng bị thay đổi nhiều để mà phù hợp với lại sở thích của những người khách. Dũng hay đến những cái nơi mà ít người đi, ví dụ Dũng đi Hồng Kông thì Dũng đi ra những cái khu nông thôn. Cách trung tâm rất là xa. Đi vòng vòng ở khu đó xem những cái đền nó nhỏ thôi nhưng mà rất là thật. Và đặc biệt là những khu chợ. Bởi vì Dũng nghĩ là trong chợ mình thấy được cái đời sống hàng ngày của người dân. Những người bán như thế nào, những người đến mua như thế nào, cái giờ giấc nào, họ bán những món hàng gì, cách họ trao đổi với nhau ra sao. Thì những chi tiết đó nó làm cho Dũng hiểu được cái cách nghĩ, cách sinh hoạt của mọi người. Nhưng mà rõ ràng là Dũng nói là để tránh những nơi đông đúc mà đến các khu chợ thì nghe nó mâu thuẫn nhỉ? Không, đông đúc ở đây là đông khách du lịch đấy. Chứ còn mà đông người dân thì phải có chứ, chẳng lẽ mình đi du lịch mình tới chỗ mà không có ai cả thì cũng khó. Vậy là kế hoạch cho mỗi chuyến đi thì Dũng sẽ lên tìm hiểu trước là cái vùng đất đó có khu chợ nào, hay là mình tới rồi mình hỏi người dân địa phương và tiện đâu thì ghé đó? Cả hai đều có. Chắc chắn là trước khi đi thì Dũng phải đọc rất là nhiều. Không chỉ đọc những cái cuốn sách hướng dẫn hoặc là lên trên mạng, mà quan trọng nhất là những kinh nghiệm của những người mà đã đi rồi. Và họ chia sẻ những cái điều hay, điều dở về cái khu chợ đó. Và cái điều quan trọng nhất khi tìm một khu chợ đó là khu chợ đó phải thật sự là thuần mang cái đậm văn hóa ở khu vực đó. Chứ không phải là chợ như là chợ Bến Thành của mình. Tức là nó thực sự là một chợ địa phương. Chợ địa phương, đúng rồi. Và cũng trường hợp khác là trên đường Dũng đi bộ
thì sẽ thấy những khu chợ tình cờ thấy được và Dũng thường thường hay ghé vào. Và những khu chợ đó thường thường mang cho Dũng rất là nhiều bất ngờ. Vậy thì cái điều gì mà Dũng quan tâm nhất khi tới một khu chợ? Dũng thì thường thường không có để ý lắm đến việc mua quà. Bởi vì Dũng có một cái thỏa thuận với những bạn bè thân của Dũng á, mọi người đều cũng hay du lịch cho nên là nói với nhau thôi, bây giờ mình đi như thế thì để tiện cho mọi người thì khỏi mua cho nhau cả. Khi nào thấy thật sự hợp, đi ha, thích thì không? Mua, thích thì mua, nhưng mà đừng có tạo thành một cái thông lệ rồi khi không có rồi giận hờn nhau. Nhưng mà Dũng thì thích để ý về món ăn, những cái gì mà lạ, những cái vật phẩm mà bán ở nước mình không có bán. Những lần đầu tiên mới đi á, thì thấy cái gì nó cũng hay, cái gì cũng lạ và cái gì cũng thích, mua về. Và rất nhiều thứ bị hư khi mua về đây, hoặc là bị quá cân vân vân. Thì sau này Dũng chỉ đến để mà thứ nhất là trải nghiệm tại chỗ. Cái cảm giác, cái trải nghiệm là cái quan trọng nhất. Thứ nhì là ăn uống thì không cần mang về rồi. Và nếu có mang về thì Dũng thường thường mua những cái rau củ hoặc là trái cây hoặc là nấm mà nó lạ thì Dũng mang về để chia sẻ với bạn bè, mời mọi người đến nhà ăn, nấu nướng gì đó. Hoặc là những cái cách bài trí của người ở đó, hoặc là cái cách mà mọi người có trả giá hay không nè, mua hàng như thế nào, thì Dũng nghĩ đó là những cái điều mà làm cho Dũng cảm thấy hấp dẫn nhất. Nhưng mà thường á, chúng ta đến một khu chợ địa phương, cho dù chúng ta có giỏi tiếng nước ngoài đến đâu, nhưng mà có những khu chợ chúng ta không thể nói được cái thứ tiếng địa phương đó, rồi lại không thể mặc cả. Vậy cái giao tiếp nó như thế nào cho nó thuận lợi? Dũng chưa bao giờ gặp vấn đề về chuyện này. Thật ra những người ở bán hàng ở chợ, họ rất là nhiệt tình, họ rất là cởi mở. Ít người biết tiếng Anh lắm, nhưng mà dùng tay dùng chân thì cũng nói được thôi. Và thật ra cũng đơn giản mà. Mà đó là thứ ngôn ngữ có khi chúng ta dễ hiểu nhất, đúng không? Đúng rồi. Và cũng thông qua ngôn ngữ đó, mọi người cảm giác là nó cũng gần nhau hơn. Thật ra khi mà nói tiếng Anh, dù họ có hiểu thì cái việc trao đổi nó cũng như là một cái ngôn ngữ mượn. Nhưng mà ngôn ngữ tay chân, ngôn ngữ hình thể thì cảm giác gần gũi nhau rất là nhiều. Và tự nhiên mình cảm thấy là một người của bản xứ khi mình đến đó. Vâng, vậy bây giờ tôi rất muốn nghe cụ thể một khu chợ mà Trung Dũng rất ấn tượng và bạn vẫn muốn quay trở lại. Một khu chợ mà Dũng bây giờ vẫn còn muốn quay trở lại đó là khu chợ bán cá sỉ ở Nhật, tên là Tsukiji, Dũng nhớ là như vậy. Đó là một khu chợ rất là lớn so với những gì mà Dũng hình dung. Thật sự rất là bất ngờ khi đến. Dũng đầu tiên bước vào thì Dũng thấy là một khu rất là lớn rồi, rất nhiều rau quả vào từng lớp một. Ở ngoài thì thường là đồ rau tươi, bước vào bắt đầu là cá khô rồi cá tươi dần dần, nhưng mà khi mà đi khỏi đó Dũng mới biết rằng là mình chỉ mới đi được có khoảng 1/4, 1/5 của khu chợ thôi. Bên trong nó còn rất là nhiều nữa, và Dũng tiếc nhất là Dũng chưa có được tham gia những cái phiên đấu giá để mà mọi người có thể mua cá sống, cá hồi sống vân vân. Thì Dũng rất là mong một ngày đó Dũng có thể quay lại, đi vào khoảng 3-4 giờ sáng gì đó, đúng cái giờ mà họ đấu giá đó, để mà chứng kiến được cái cảnh như vậy. Bởi vì thực sự là chúng ta biết cái văn hóa ăn đồ sống của Nhật rồi, và những cái loài cá ở đó đều rất tươi, đều rất là ngon, nhìn thật sự rất là hấp dẫn, mà có rất đủ mọi chủng loại hết, thật sự như vậy. Và khi tới thì mặc dù là cũng dặn lòng là không được mua gì, nhưng cuối cùng cũng mua 1-2-3 bịch để mà xách về ở Việt Nam. Và thật sự là bị cá khô, cá cũng có, cá cũng có, rau cũng có, nấm cũng có, đủ thứ hết. Và còn muốn mua nữa, nhưng mà cái tiếc nhất là không được chứng kiến cái phiên đấu giá bán cá sỉ đó. Vậy thì không biết là Dũng đi vào những khu chợ đó mình có gặp cái sự cố nào làm mình ấn tượng hay không? Nói về sự cố thì nhớ một lần Dũng đi Hồng Kông. Buổi chiều thì là chuẩn bị mặc đồ đẹp rồi, là buổi tối là chuẩn bị đi chơi này kia đó. Thì trên đường đi bộ, buổi chiều nó rất là mát, thì đi trên đường thì thấy một khu chợ bên lề đường, và đi vào thì rất là thích, tại vì nó đẹp lắm. Cũng như Việt Nam vậy thôi, nó cũng là dạng nhỏ, chợ trời hay là chợ sao? Trời nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà rau củ thì được cắt rất đẹp, đặc biệt là cái phần thân á, phần gốc được cắt hết và rất gọn gàng và xếp thành một cái khối như thế này, nhìn vào là muốn mua ngay á. Nhưng mà khi đi ra thì rất là thích, nhưng mà nhìn lại thì chân tay là quần này kia là dơ hết rồi, và không thể đi chơi được nữa, cuối cùng là phải lội bộ trượt ngược trở về
lại thay một bộ đồ đẹp khác và lại bước ra đường và lại vô tình gặp một khu chợ. Không không, lần này thì có kinh nghiệm rồi, không có làm như vậy nữa. Còn những cái tai nạn mà về trả giá thì may mắn là chưa gặp phải. Bởi vì thứ nhất là người dân cũng rất là thân thiện, thứ nhì là mình cũng biết điều, là mình qua nước ngoài thì mình cũng biết giữ kẻ một chút xíu, trả vừa vừa thôi, để có cảm giác là mình hiểu cách trả giá của mọi người thôi, chứ cũng không có làm quá. Đã từng đi tới những nước châu Á rồi châu Âu rồi, thì không biết rằng Dũng có sự so sánh nào giữa những khu chợ của các vùng đất này không nhỉ? Thì châu Âu thì thường thường cái giá cả nó sẽ mắc hơn so với lại siêu thị và so với lại chợ khu châu Á. Châu Á mình thì vẫn còn cái thói quen là trong siêu thị sẽ cao cấp hơn. Thứ nhì nữa là chợ châu Âu á, thì nó thường thường Dũng đi thì nằm ở trên những cái quảng trường lớn, những cái nơi thông thường là quảng trường sinh hoạt của mọi người. Dũng sang Đức cũng vậy, thường ngày thì Dũng hay đi siêu thị thôi, gần cái ký túc xá của Dũng, nhưng mà có những cái ngày trong tuần, ví dụ như cuối tuần hoặc là ngày thứ năm nào đó trong tuần thì sẽ có một phiên chợ trời, một cái quảng trường rất là lớn, nhưng mà mọi xe chạy đến rồi họ mở cái một bên hông ra bày thành một cái chợ, hoặc là những người ở những cái khu nông thôn mình gần đó họ mang rau quả lên, họ những cái vật phẩm tác phẩm nghệ thuật vân vân. Và Dũng đến thì khi thấy giá thật sự là sốc, tại vì là giá nó mắc gấp 3, gấp 4 lần so với trong siêu thị, hoặc là những cái tác phẩm nghệ thuật thì thực sự là có giá như là trong một cái shop cao cấp. Hoặc là trái cây cũng vậy, trái cây của ngoài chợ trời ở châu Âu thì luôn luôn là mắc hơn trong siêu thị, bởi vì nó tươi hơn rất là nhiều và nó được trồng một cách rất là tự nhiên. Do đó là Dũng phải làm quen với cái khái niệm là chợ thì rẻ, nhưng mà thực sự cái cảm giác dù không mua, lúc đó sinh viên mà không có tiền, nhưng mà cảm giác dạo quanh một vòng chợ, nhìn thấy cái sự tươi của tất cả mọi thứ đó, thì rất là thích. Còn ở châu Á Dũng thấy là đa số những nơi quy hoạch thực sự là cho chợ. Nếu mà so giữa các châu Á với nhau thì Dũng thấy là Hồng Kông chẳng hạn đi thì sẽ gần với Việt Nam hơn. Cũng là những cái khu chợ nó hơi dơ dơ chút xíu, ngay ở trong một cái con hẻm ngay kế bên đường lớn là có khu chợ, nhưng mà ở Nhật Bản hay là ở Hàn Quốc thì là những khu được dành riêng rất là rộng, xây dựng rất là đàng hoàng và đường xá cũng rộng hơn. Nói chung là mỗi khu vực thì đều có những cái đặc điểm rất là riêng của nó, mình phải đến mình mới cảm nhận được, không chỉ về cách xây dựng những hàng hóa bán ở đó mà cái không khí sinh hoạt ở đó nó cũng sẽ khác rất là nhiều. Mỗi lần Dũng đến thì Dũng đều để cho mình được bất ngờ, mình không có muốn là tìm hiểu quá nhiều, mình tìm hiểu cái nơi đó như thế nào, nó có hay hay không, cái phần còn lại Dũng đã không đọc nữa, thường đến để cho những cái sự việc đó nó làm bất ngờ hơn, nó sẽ hay hơn rất nhiều. Vâng, vậy thì với riêng Hồ Trung Dũng thì bạn thích những khu chợ ở châu Á hơn hay ở châu Âu hơn? Tôi thì tôi thấy rằng là mỗi một khu chợ nó sẽ có cái mùi vị khác nhau. Đúng rồi. Nhưng mà vì mình là người châu Á, đâm ra mình lại thích các khu chợ ở phương Tây hơn. Đó, với riêng bản thân tôi thì là như vậy. Dũng thì cái này không nói không khách sáo chút xíu nào hết. Dũng thì hoàn toàn là cái nào Dũng cũng thích. Nó lạ là Dũng thích phải có quan điểm, có lập trường chứ. Không, cái lập trường của Dũng chính là khi mình cảm nhận được cái nét riêng của khu vực đó thì Dũng thích. Còn nếu đến một khu chợ Dũng thấy nó bị thương mại hóa hoặc là du lịch hóa quá rồi thì Dũng sẽ đi về rất là nhanh. Và khi mà chúng ta nói tới việc đi chợ là chúng ta nói tới chuyện ẩm thực rồi, đúng không? Đúng ạ. Không biết rằng là với những khu chợ đã từng đi qua thì Hồ Trung Dũng mê nhất là món nào? Dũng ăn uống rất là dễ. Đến cái đâu Dũng cũng tận hưởng quá ăn hết trơn á. Nhưng mà thật sự cái lần mà ấn tượng nhất chính là lần vừa rồi Dũng du lịch ở Seoul. Là một cái khu chợ, nó gọi là chợ Gwangjang. Dũng nhớ là vậy, market có nghĩa là chợ quảng trường. Một khu chợ cũng rất là địa phương. Thì nó có nhiều cổng vào lắm. Mỗi cái đường đi vào thì nó có một cái mặt hàng riêng. Ví dụ cái thì là hải sản, chỗ thì bán vải, chỗ thì bán nệm, rất là nhiều. Nhưng mà nó đều dẫn về một cái trung tâm ở giữa là khu vực đồ ăn. Và mùa đông bên đó thì cũng khá là lạnh. Ngày Dũng đi là âm 7 độ đến 10 độ. Và cái khu vực đó làm mình hấp dẫn một cách kỳ lạ. Tại vì những cái đường đó thì nó bị thông gió, nó rất là lạnh. Nhưng khi bước vào giữa thì cái hơi ấm của đồ ăn này, rồi cái khói bốc lên này, thì làm cho mình cảm giác là cực kỳ thèm ăn. Và cái món mà Dũng đã ngồi xuống để mà ăn trong ngày hôm đó là món bánh xèo của Hàn Quốc, kèm với lại một bình rượu gạo.